Thì hôm nay là có một anh đại gia từ dưới Long An lên đây cũng muốn là gặp chị để mà trò chuyện, để xem là tìm hiểu nhau có được đến được với nhau hay không. Đó, thì ảnh cũng đã đến rồi nha. Sau lưng chị nè, chị nhập coi. Đó. Anh chào chương trình nha. Rồi, chào anh. Chào chương trình nha. Đây, sao? Chào em nha. Rồi, chị thấy anh nói thế nào chị? Được không, được không? Rồi, vượt tiêu chí của chị luôn rồi đó. Chị lại cười rồi. Thì hôm nay rất là vinh dự. Tự nhiên sao chị hồi hộp quá. Dạ, anh có thể giới thiệu sơ về cái bản thân của mình cho khán giả được biết được không anh? Em cái bay nhiều quá. Thì anh ở nhà bên kế bên cái chỗ Đồng Nai á. Anh rất là ngại khi mà nhiều người cứ nói anh là đại gia Đồng Nai hay kế bên cái chỗ mà vụ bùm qua đó. Mà anh đeo cái sợi dây gì mà dày vậy? Dạ, nói chung là nhà anh thì không có gì ngoài tiền hết em. Anh này ngoài em đất thì anh cò bay thẳng cánh em ơi. Giờ anh đang tìm một người, phải nói một người đó là nghiêm túc. Ông ơi ông, tôi thấy cái anh này anh đến anh gặp chị anh cố tình anh tạo điểm nhấn hay sao nhỉ? Ồ, đúng không? Anh bình thường anh có đeo vàng nhiều vậy không anh? Thì chia sẻ thật với mọi người là đeo nhiều chứ. Trời ơi, vậy là còn tôi bỏ mấy cái nhẫn ở nhà rồi. Vậy là bình thường là anh đeo chắc là hả đầy chân đầy tay luôn ha. Rồi thấy đeo một xíu mỏi cổ rồi đó. Không phải sợ cái này của anh nặng mấy ký. Anh lo anh mắt không đảm, anh lo anh mắt cái bệnh đã biến á, nên là nó hay giật giật. Ngồi kế người đẹp cái nó cứ giật giật vậy đó. Anh vậy anh phải đi theo em, anh tập thể dục chứ anh vậy sao đủ. Nhưng mà anh đang lo lắng là anh sợ anh nghèo quá, anh không có xứng với em nè. Hôm nay có mấy đứa em nó tới, nó ấy. Ủa anh ơi, anh cho em hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh cũng chia sẻ thật với các em á là anh mới nhuộm tóc. Hôm nay anh cũng lớn rồi các em ơi. Lớn là bao nhiêu anh? Như anh cũng 50 rồi sao á? Trời ơi, nhìn em nhìn tuổi anh này mà anh nói 50 rồi. Tại vì chắc có lẽ anh nói anh cho xấu tuổi với chị nè. Chắc có lẽ là anh ấy á. Anh chắc năm nay cũng là sức khỏe như 30 thôi em ơi. Ồ, sức khỏe là quan trọng lắm á. Đây anh đã xem hết cái những cái video mà chương trình em đăng lên chưa? Về cái nhu cầu sức khỏe anh có tập thể dục không? Các em cứ nhìn như thế này là các em biết rồi nhá. Nhưng mà em thấy cái vòng bụng của anh hơi to đó. Anh không phải đi tập thể thao đúng không? Anh không có tập. Anh uống bia nhiều. Chị bây này giờ cũng khá uống bia. Các em đừng hỏi anh nữa, bây giờ các em hỏi chị xem. Không chị ơi chị nè. Bây giờ anh không tập thể thao vậy chị tính sao? Nói chung là không tập thể thao thì chị cũng muốn được hài lòng lắm, nhưng mà thật lòng thương chị thì chị sẽ dẫn đi tập thể thao. Thế anh không tập thể thao nhưng mà anh có sức khỏe nha chị. Thế thì anh vậy thì nó có sức khỏe vậy anh có sức khỏe không anh? Anh sức khỏe chứ em. Em thì tìm được sức khỏe, anh có sức khỏe thì đầy đủ đáp ứng được em nha. Thì anh nếu mà anh thương chị thì anh có thể thay đổi được không? Anh đi tập thể dục được không? Bây giờ anh phải tập hai người, tập đông hơn tập đâu. Ý của chị là anh tập thể dục thể thao trước để nâng cao cái sức khỏe dẻo dai của anh lên. Anh mà hiểu không? Đồng ý thì được. Vậy là phải đồng ý anh như anh cơ. Nãy giờ thấy chị nhìn anh là cười rồi không là biết là khoái lắm rồi đó. Em thấy chị cứ lướt đấy, chị cứ lướt. Em thì cũng giàu nhưng mà thực tế là em chưa có đủ khả năng để cái này. Trời ơi, không nói nhiều bây giờ. Anh chờ về với ảnh anh tặng cho chị còn được nữa mà. Đúng không anh? Đem ba cái dây này bình thường em ơi. Nói làm liền tặng em nè. Trời ơi. Rồi tặng luôn hả? Tặng luôn. Không là làm mà đặt cọc trước hả? Đây các em các cháu thấy chú thế nào? Có đẹp trai không? Dạ, đợt này em có người yêu rồi nha. Vậy là chính thức chưa? Yêu rồi đó nha.
tại vì em vui lắm, tại vì mỗi giờ chưa có ai tặng em được cái này hết trơn, mà lần đầu tiên có người tặng em cái này là em cảm động, rất là cảm động. Nhưng mà mình mới gặp gỡ này thế này thì đã vô vấn đề chứ chị? Lắc đi luôn. Anh đi đâu? Anh thì biết cái gì mà đi ấy, em đang hỏi chị này ạ. Tức là mình có điện đăng ký đi tập thể dục thể thao gì không? Anh có nghe em phải có được không? Anh bây giờ anh chưa có cởi mở được. Trời ơi, anh ơi, khép nép quá vậy, mình như anh ngại hay sao á? Ông đang ngại. Đó. Vậy hả? Cái quan trọng nhất của chị. Anh theo em đi tập thể dục chứ biết chịu à? Anh hiểu không? Cái quan trọng nhất của chị là cái sức khỏe nó phải dẻo và dai. Đúng rồi. Đó. Không, anh được cái anh không khỏe không dai thì anh có tiền mà em. Anh mua chức năng thực phẩm luôn. Tiền đối với chị không thành vấn đề anh ạ. À. Cái quan trọng nhất của chị là phải cần cái sự dẻo dai của tập thể dục. Anh hiểu không? Kể cả anh không có tiền chị có thể nuôi anh được. Bây giờ nếu mà anh mà chấp nhận đến với chị là anh phải thay đổi bản thân của anh, là anh phải chịu khó đi tập thể dục. Ok ok, nhưng mà anh hỏi không chịu được bao lâu nhỉ? Mỗi trận đấu em chịu được bao nhiêu nhỉ? Sao vậy? Sao lại có trận đấu này? Có khả năng bấy nhiêu để em sẽ chịu đựng hết bấy nhiêu. Trận đấu được rồi. Anh cứ có bao nhiêu là em sẽ nhận hết bấy nhiêu. Nhưng mà một trận đấu em cho anh bao nhiêu phút nhận nhất? Một thách đấu được mọi người. Một ngày anh đấu được rồi. Ít nhất cũng được không? Nửa tí đi. Nửa tí được không anh? Anh thấy sao? Anh giật giật nữa rồi vậy. Để anh phải cố lên chứ. Giờ anh có nói không ấy 2 phút được không? Trời ơi. Sao mà yếu thế? Chê rồi. Anh biết được. Không được nửa tiếng cũng được 20 phút. Cái gì? Mấy phút mà sao được? Trời anh này chắc bị lộ thì dòng gửi xe rồi cả nhà. Anh có tiền chứ anh không có gì hết. Nhưng anh có tiền phải cố gắng có sức khỏe để anh cho em chứ. Có tiền có sức khỏe cho em. Chị ơi, chị nếu mà anh không đáp ứng nổi thì anh xào khô luôn chị. Cái này kỳ ghê. Nó nói nghe ngại ghê. Lần đầu em gặp anh mà nó cứ hỏi anh, nó nói anh như vậy em ngại quá. Quá ngại luôn á, anh cũng ngại. Không thế là em đông nao vừa ngại nữa. Cái người có hỏi khó chị với anh được không? Để chị huấn luyện anh từ từ anh đi tập thể dục để cho sức khỏe anh dẻo dai á. Đáp ứng cho chị đầy đủ đàng hoàng. Chứ em thấy cái anh này bụng to cũng như là nhà anh á, bây giờ là có hai đứa con cũng học đại học rồi đấy, em có chịu được không? Thế ạ. Hai đứa con học đại học rồi. Anh trai hay gái à? Hai đứa trai. Còn anh trai luôn. Nhưng mà em không được tóm kém với con trai anh nhá. Ông này ông ghen. Anh chị anh phải có sức khỏe. Cái này là tôi lấy bà này về chắc tôi cho ở riêng với tôi chứ bây giờ ở con trai tôi nó lớn rồi. Dạ, anh dọn lên ở chung với chị luôn đi, nhà chị đây hả, biệt thự luôn đó. Ở Bình Dương biệt thự lớn lắm. Rồi cứ một cái dạng là cứ lo sao đó. Nói đi, sao nhiều bà mà anh cứ phải làm lại sợ. Ừ, mọi người sợ rồi sao? Trời ơi. Tay. Cố gắng cho khỏe lên chứ đừng cả tinh thần cho khỏe. Nhìn ổng sao rung rung quá vậy ha? Sao anh cứ rung rung thế kia anh? Mọi cái này cần người chữa đấy em ơi. Mọi người nhìn cái tay hư đốn của chị, cứ hiểu như chưa gì đã sợ rồi đó. Ôi trời ơi. Em gặp anh lần đầu tiên mà anh làm em ấn tượng cái này thì làm sao đây? Mà anh nghe nói tụi nó đăng tải đây là như em có 9 cuốn sổ rồi hả? Sổ hồng hả? Đúng rồi, em thì có 9 cuốn thôi. Nhưng mà bây giờ anh có 9, không nói quá chứ đây cũng 9 mấy cuốn thì giờ sao? Anh không cần đất của em đâu nha. Anh ấy giàu sẵn rồi em ơi. Quay ra đó đẹp quá nhỉ? Ôi dồi ôi. Nhưng mà người ta có thể ăn nhiều cửa mà ăn nhiều cửa thế kia mà sao anh không để khỏe lên hả? Ăn nhiều cửa thế kia phải để khỏe lên chứ. Đang tuyển chồng chị có tuyển chồng không? Này thôi mà này cũng được cái nhỉ. Có 2 tỷ cũng mua không nhỉ? 2 tỷ không mua đâu. Trời ơi, em này giờ thiếu gì tiền vậy? Bắt cái mua 2 tỷ cái số rồi sao mình mua? Đúng không? Ok, bắt tay cái này. Ôi trời ơi, bắt tay đâu cái này rồi. Cái con số này có
sao hai người đẹp mà thấy trai đẹp là cứ tranh giành như thế? Ông chồng đẹp chứ mà ông cứ bệnh yếu thế này làm sao mà ông ăn cái chết rồi, chết rồi chị, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi, em cứ nói vậy. Đối với em yếu đuối người khác mà mặc gì sao? Ôi dồi, lần đầu mà thấy tính yêu ổng mà chị già rồi, không yêu đâu, em yên tâm. Mà đây đây, ổng cứ yếu như này rồi sao nữa, giờ là em buộc phải ra luôn, biết em ổng cái này là đấy. 7723 nha, hôm qua đi 49. Đấy, các em bắt được bao nhiêu phút rồi các em nhỉ? Anh ủng hộ vé số luôn rồi anh. Mua biết đâu mình trúng nữa. Anh ở không có cầm tiền đây em ơi. Chuyển khoản ok, quét mã QR. Dạ. Anh kêu. Rồi buổi này ai xài tiền mặt đâu. Không có mã. Anh này giờ. Đây có, đưa nói nghe. Bà. Đi ra đây, để tôi đi. Không. Bà đi ra đi, tôi tiến vợ thế nào. Trời ơi, quỷ sứ. Tiền vợ mấy à, đây? Mấy ekip này đi ra để tôi tiền vợ cái nào. Tiền vợ mấy đây nghe coi. Trời ơi, ơi. Vậy là con này biết anh này đầu qua lắm nè, tiền vợ mấy luôn rồi kìa. Phải không? Chắc em biết rồi. Vợ 2, vợ 4. Vậy là quen biết rồi. Tiền sứ vợ 4. Ủa rồi, quen biết rồi. Tiền vợ này vợ thứ 9 rồi. Thôi vợ 4 thôi. Hèn gì mà ổng gung quá trời gung luôn nha. Mà anh bỏ em ơi. Đến cho em anh còn gì không? Còn tấm lòng son sắt này thôi. Chị cứ yên tâm. Chị ơi, chị cứ yên tâm, cái khoản kia của anh. Khoản kia của anh vẫn còn nhiều lắm. Chó lòng ăn hết để lòng thương em. Không sao đâu. Trai cần gì tôi cứ rung rung thế này là thế hết rồi. Nhưng mà anh rung như vậy thì em có chữa được không? Em có chữa được không? Cái tên này phải bán lấy mấy cuốn sổ đất mình chữa chứ. Thôi bây giờ các em tắt máy để anh chị đi làm việc riêng, các em tắt máy. Rồi, hiểu, em ok. Các em cứ okay. Quay nãy giờ như đầu quái quái. Nhìn vậy nè, trời chị, ơi. Chị vừa nghe cái câu đã là đi làm việc riêng đã quái, cười tít mắt rồi. Tít mắt rồi em ạ. Chị nôn hả vậy? Ôi trời ơi. À nhắm ổng có làm ăn được gì không? Làm về chỉ phải chăm sóc. Nghe mình lấy đi. Về phải chăm sóc ổng bồi bổ và ổng dữ lắm á. Này, ăn thịt bò, ăn chất bổ vô. Kế toán, lấy cái bát ra lấy cho anh vài tỷ, vài trăm lên đây. Đi xe đạp hả? Đâu anh đậu xe đâu anh? Mày chiếc BMW đúc mày kìa.